Dạ, mến chào quý cô chú anh chị đã quay trở lại với kênh Nhà đất Bình Phước Quốc Hương nha. Dạ thì hiện tại em đang có mặt tại ấp Tân Bình, xã Tân Tiến, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước nha quý cô chú anh chị. Và hôm nay em sẽ gửi đến quý cô chú anh chị một lô đất, thì là đất của mình là đất nuôi trồng thủy sản nha quý cô chú anh chị. Và lô đất của mình là rất là thích hợp để làm hồ câu cá giải trí nha quý cô chú anh chị. Vì lô đất của mình có một cái hồ rất là lớn luôn ha. Và bây giờ em sẽ chỉ cái ranh mốc và đường đi cho quý cô chú anh chị mình tham khảo trước ha. Dạ thì lô đất của mình là được 180 mét mặt tiền bê tông này luôn quý cô chú anh chị. Và có đường điện ở trên đất của mình luôn ha. Và đường của mình là đường bê tông, hành lang lộ giới là khoảng 4 mét quý cô chú anh chị. Hai xe ô tô giao nhau là thoải mái luôn đó ha. Và cái ranh mốc của mình là ranh mốc đầu tiên đây, là cái cạnh bên này là được 115 mét chạy thẳng ra tới đằng sau nha quý cô chú anh chị. Nói chung sổ mình cũng khá là vuông luôn. Và mặt tiền của mình thì 180 mét và cái cạnh sâu của mình là 175 mét ha. Và lô đất mình được hai mặt tiền và cái mặt tiền bê tông phía bên kia là được 100 mét nha quý cô chú anh chị ha. Và hôm nay thì chính chủ gửi em bán lô đất này thì với giá chỉ có là 75 triệu một sào thôi quý cô chú anh chị, thì tức là tổng và lô đất của mình là 1 tỷ 500 triệu ha, cho tổng là 20.881 mét vuông, tức là hơn 2 hecta quý cô chú anh chị ha. Đây là em quay sơ sơ ở đây cho quý cô chú anh chị mình tham khảo ha. Đây là cái hồ của mình thì em thấy là rất là khá là thích hợp để mình mở hồ câu cá giải trí đó quý cô chú anh chị ha. Vì ở đây thì đa số người dân là đi câu cá khá là nhiều luôn, và em thấy mình mở dịch vụ câu cá giải trí là rất là thích hợp đối với cô chú anh chị ha. Và bây giờ em sẽ di chuyển hết cái mặt tiền cho quý cô chú anh chị mình tham khảo cho rõ ha, để biết được là lô đất của mình mặt tiền rộng phía bao nhiêu ha. Dạ thì phía bên này của mình thì hiện tại là chủ nhà có trồng ít tràm bông vàng đó quý cô chú anh chị ha. Thì nói chung là từ phía đây qua bên này thì chỉ khoảng là chắc một sào thôi quý cô chú anh chị ha. Một sào là tràm bông vàng thôi, còn lại là hồ câu cá ha. Dạ thì đây là cái mặt tiền bê tông của mình nè quý cô chú anh chị ha. Nói chung là mặt tiền của mình thì trên sổ là không hiển thị như quý cô chú anh chị. Và nó nói chung trên sổ không hiển thị, nhưng mà thực tế ở ngoài thì mặt tiền của mình là được 180 mét luôn nha. Sổ của mình không hiển thị đường, tại vì đường này là đường mới mở nha quý cô chú anh chị ha. Và trên sổ của mình á, thì tổng là hơn 2 hết 3 đó quý cô chú anh chị. Nhưng mà thực tế ở bên ngoài thì mình chỉ có hơn 2 hết thôi ha. Và có điện, đường điện ở trên lô đất của mình luôn. Thì quý cô chú anh chị xem hết, thì nếu mà có yêu thích lô đất này thì nhớ liên hệ với em sớm nhất có thể ha. Dạ thì hiện tại em đã đến cái ranh mốc phía bên này rồi nha quý cô chú anh chị ha. Dạ thì đây là đường di chuyển ra cái chỗ lúc nãy em quay cho quý cô chú anh chị mình xem á. Và lô đất của mình thì cách nhựa chỉ có là hai ba bước chân thôi quý cô chú anh chị ha. Và lô đất của mình thì cách đường quốc lộ chỉ có 1 km thôi quý cô chú anh chị, cách DT 759B ha, là 1 km thôi. Và ở đây thì có các hộ dân ở phía trong này quý cô chú anh chị. Thì hồ của mình quý cô chú anh chị cũng thấy là rất là rộng luôn quý cô chú anh chị ha. Nói chung là gần 2 hết luôn. Và đa số là hồ luôn quý cô chú anh chị. Mặt tiền cũng khá là nhiều luôn. Thì em thấy là rất là thuận tiện kinh doanh là hồ câu cá giải trí luôn quý cô chú anh chị ha. Và ở dưới này thì chủ nhà cũng đang hiện tại đang nuôi cá luôn quý cô chú anh chị. Và một phần bên này là phần đất trống ha. Nói chung sổ của mình hoàn toàn là đất nuôi trồng thủy sản luôn quý cô chú anh chị ha. Nhưng mà hai bờ kè của mình là đất trống. Thì quý cô chú anh chị có thể mua về và trồng hoa màu hoặc là cây kiểng rồi ở trên đất của mình luôn quý cô chú anh chị ha. Và hiện tại thì chủ nhà có trồng một ít cây bằng lăng này quý cô chú anh chị. Và nói chung thì chủ nhà chỉ bán hồ câu cá thôi. Và những cây này thì có thể là chủ nhà lấy đi, hoặc là quý cô chú anh chị lên và có thể thương lượng lại với chủ nhà của mình ha. Dạ thì cái mặt tiền phía bên này của mình là mặt tiền bê tông 100m lúc nãy em có nói nha quý cô chú anh chị. Đây ha, 100m mặt tiền này luôn quý cô chú anh chị ha. Và ở đây là có đèn đường thắp sáng luôn nè, xài bằng năng lượng mặt trời đó quý cô chú anh chị. Và chủ nhà có làm hàng rào lưới kẽm gai đầy đủ luôn ha. Nói chung là rào kín hết lô đất của mình luôn quý cô chú anh chị. Và phía trong này là có các hộ dân ở bên trong nữa nè. Đây có các nhà dân ở phía bên trong nè quý cô chú anh chị ha. Đây, và trong này còn 3-4 hộ dân ở phía trong này ha. Và
có một cái nhà yến đây nữa này quý cô chú anh chị ha. Và đường bê tông ở đây của mình là hành lang lộ giới là 5 mét luôn quý cô chú anh chị. Nói chung là hai mặt tiền của mình đường bê tông nào cũng rộng hết luôn á. Và đường bê tông này thì thông qua đầu đường nhựa phía bên kia, và từ đây di chuyển ra đầu đường nhựa bên kia là khoảng 200 mét thôi quý cô chú anh chị ha. Dạ thì quý cô chú anh chị cũng thấy lô đất của mình nói chung là khá là rộng luôn, và đặc biệt là mình bán là cái view hồ này nha quý cô chú anh chị. Và ở đây thì hiện tại người dân đang lấy nước ở đây để lên tưới cho những cái vườn phía trên này nha quý cô chú anh chị ha. Nói chung là một công thì đôi việc luôn. Và quý cô chú anh chị cũng thấy là cái hồ của mình khá là đẹp luôn quý cô chú anh chị. Nói chung thì em thấy là mình mở dịch vụ câu cá thì rất là thích hợp luôn. Và đây là có những bờ kè sẵn này quý cô chú anh chị ha. Nói chung thì mình chỉ có về và mua cá giống và thả vào đây và mở dịch vụ câu cá, em thấy là rất là ok luôn đó quý cô chú anh chị. Nói chung khá là rộng luôn. Và em sẽ nói lại thông tin một lần nữa cho quý cô chú anh chị mình ha. Dạ thì lô đất của mình thì tọa lạc tại ấp Tân Bình, xã Tân Tiến, huyện Bù Đớp, tỉnh Bình Phước. Và được 180 mét mặt tiền bê tông phía bên này ha. Và một cạnh là 115 mét. Và cái cạnh phía sau này là 175 mét. Và cái mặt tiền phía bên hông của mình đây là 100 mét ha. Và tổng là 20.880 mét vuông. Tức là hơn 2 hết nha quý cô chú anh chị. Và với giá bán chỉ có là 75 triệu một sàn. Tức là 1 tỷ 500 triệu thưa quý cô chú anh chị. Và lô đất của mình thì thuộc hướng đường bê tông này là hướng đông bắc nha quý cô chú anh chị ha. Và nếu quý cô chú anh chị có nhu cầu kinh doanh buôn bán thì đừng bỏ lỡ cái video hôm nay em quay nha. Dạ thì nếu mà từ vị trí mà lô đất của mình di chuyển về thành phố Hồ Chí Minh là khoảng chừng là 160 km nha quý cô chú anh chị ha. Và di chuyển về Bình Dương là khoảng 98 km. Và di chuyển về Đồng Xoài là khoảng 75 km thôi quý cô chú anh chị. Và cũng tùy thuộc vào vị trí của quý cô chú anh chị mình đang ở đâu nữa ha. Dạ thì nếu quý cô chú anh chị có yêu thích lô đất này thì nhớ điện thoại cho em qua số Zalo là 0967557282. Em sẽ gửi mọi thông tin, sổ sách, hình ảnh vị trí của lô đất này qua cho quý cô chú anh chị mình tham khảo ha. Dạ thì từ vị trí của lô đất mình em sẽ gửi qua cho quý cô chú anh chị thì quý cô chú anh chị mình cũng biết là từ khoảng cách của mình đến lô đất là bao xa nha. Và lô đất của mình cũng khá là gần đường quốc lộ nha quý cô chú anh chị, cách đường quốc lộ chỉ có 1 km thôi. Thì nếu quý cô chú anh chị có muốn lên xem đất thì liên hệ với em trước một ngày ha. Em sẽ sắp xếp thời gian đưa quý cô chú anh chị vào xem đất. Thì em thấy với giá này thì mình mua đầu tư hoặc mua để kinh doanh thì rất là phù hợp nha quý cô chú anh chị ha. Và nếu mà quý cô chú anh chị muốn góp ý gì thì nhớ là để lại cho em bình luận dưới cái video của em ha. Và nhớ cho em một nút like, chia sẻ video và đăng ký kênh giúp em với nha. Dạ thì em cũng đã đưa mọi thông tin cho quý cô chú anh chị mình tham khảo rồi. Thì nếu quý cô chú anh chị có yêu thích lô đất này thì nhớ là alo trước cho em ha. Và em cũng quay toàn bộ lô đất thì từ đầu ranh đất tới ở phía trong cái hồ của mình. Thì quý cô chú anh chị mình cũng thấy ha. Thì nếu mà yêu thích cái lô đất này thì nhớ alo cho em ha. Và đến đây em cũng xin tạm dừng video ở đây nha quý cô chú anh chị. Em cảm ơn quý cô chú anh chị đã dành thời gian theo dõi hết video của em ha. Tạm biệt quý cô chú anh chị và hẹn gặp lại quý cô chú anh chị vào những video tiếp theo nha.